Vâng, xin kính chào quý vị và các bạn. Hiện nay thì tôi đang ở cổng khu công nghiệp của Sông Công 2. Và rất là lâu rồi tôi không chia sẻ cho quý vị về cái khu công nghiệp của Sông Công 2. Và hôm nay tôi sẽ chia sẻ cho quý vị về cái khu vực của Sông Công 2. Từ đường quốc lộ 3 hay là từ đường cao tốc mới của Hà Nội Thái Nguyên thì cũng đã phải đi qua cái cổng khu công nghiệp của Sông Công 2 này. Một vị trí đắc địa rất là đẹp ở khu vực này. Ở quanh cái khu vực của Sông Công 2 thì có rất là nhiều các cái dự án, các cái lô đất mà người ta đang có nhu cầu giao bán, đúng không ạ? Cái giá trị mà tôi muốn chia sẻ cho quý vị ở đây là để cho quý vị nắm bắt được cái tình hình cũng như là cơ hội. Ở đâu thì chúng ta cũng biết được rằng là đầu tư thì nó cũng có những chỗ sinh lời rất là cao, và cũng có những chỗ đầu tư thì nó sẽ sinh lời rất là thấp. Ở Sông Công 2 thì là một trong những cái khu công nghiệp của Sông Công 2, nó cũng phát triển khá là tốt. Từ trước đến giờ thì Sông Công 2 nó cũng đang có cái quy trình xây dựng các hệ thống công nghiệp ở đầu của Sông Công, tức là trên thành phố xuống thì người ta gọi là đầu của Sông Công. Thế thì cái giá trị ở đây, cái giá trị ở đây là gì? Nếu như nói đến những người mà kinh doanh về bất động sản thì người ta rất là đam mê về những cái khu vực bắt đầu thành lập, bắt đầu xây dựng hệ thống của khu công nghiệp, thì các nhà đầu tư thường hay chớp lấy những cái cơ hội để đầu tư những cái lô đất đến khi mà nhà máy hoặc là khu công nghiệp nó hoàn thành về mặt bằng, hay là nhà máy nó hoàn thiện về công nhân, thì cái sự phát triển nó sẽ lên một tầm mới. Thì chính vì cái điều đó mà những nhà đầu tư người ta thường hay đi trước một bước để người ta đón đầu, để sinh lời cái giá trị về đồng tiền người ta bỏ ra. Đối với hai cái ria đường này, đường này người ta gọi là đường 36m đi vào khu công nghiệp, nó là hai làn. Thế thì ở xung quanh, ở cái khu vực hai bên đường này thì các cái dự án của người ta cũng đã có. Hiện nay ấy, thì rất là nhiều các cái dự án ở xung quanh. Thế cho nên là nếu như quý vị mà là những nhà đầu tư về bất động sản, trước khi quý vị mua thì quý vị cũng nên cân nhắc tìm hiểu xem là các cái dự án nó có dính vào những cái lô đất của mình mua hay không, đúng không ạ? Nếu mà các dự án mà nó dính vào, người ta quy hoạch rồi nhưng người ta chưa làm, thì nếu như chúng ta mua thì sau nay mai cái vấn đề đền bù thì nó sẽ làm cho chúng ta bị thiệt hại rất là nhiều. Bởi vì nếu như chúng ta mua thì không có giá rẻ, tức là giá của người ta cũng không phải là rẻ, nhưng khi mà được đền bù thì cái giá đền bù nó rất là rẻ. Thật sự với quý vị, nó đền bù theo cái giá của nhà nước thì nó rẻ lắm. Cho nên là nếu như những cái mảnh đất mà chúng ta mua chúng ta không biết ấy, mà sau nay mai mà dính vào đền bù thì chúng ta thiệt hại rất là lớn. Mà ở trên cái khu công nghiệp Sông Công 2 này thì quý vị cũng đã biết rồi, dự án của Sông Công 2 nó rất là lớn, và những cái dự án ở trên này thì nó còn phát triển rất là mạnh về các cái vùng ven lân cận của cái khu vực chính bây giờ. Thế cho nên là chúng ta khi đã giao dịch mua bán đất ở trên Sông Công 2, những cái nơi mà người ta đã quy hoạch, người ta đã san lấp mặt bằng rồi thì không nói, nhưng một số những cái vị trí mà người ta đã quy hoạch nhưng người ta chưa có san lấp mặt bằng, mà một số các cái hộ dân ấy, người ta biết là quy hoạch rồi người ta vẫn cứ bán đấy. Hoặc là một số là người ta cũng có thể chưa biết là quy hoạch nhưng người ta bán. Người ta bán ở đây là người ta bán theo cái giá trị, là người ta cứ bán thôi. Còn nay mai mà đền bù hay là dự án nó lấy vào thì mặc kệ, đúng không ạ?
Cho nên là chúng ta là những người đi kinh doanh về bất động sản thì chúng ta cũng nên cân nhắc thật kỹ. Bởi vì các cái khu vực mà người ta đã làm khu công nghiệp thì người ta lấy rất là lớn. Còn cái việc mà người ta sử dụng trước mắt thì người ta chắc chắn người ta sẽ không sử dụng hết được. Người ta sẽ sử dụng một phần nào đó, đúng không ạ? Rồi dần dần người ta cũng sẽ sử dụng hết. Đây là cái cổng chính mà vào khu công nghiệp. Và từ đây thì chúng ta thấy được rằng là chúng ta đã nhìn thấy các cái nhà máy đã xây dựng khá là hoàn thiện. Đối với các cái dự án ở đây, những nhà máy ở đây thì quý vị thấy được rằng là một sự hình thành các cái nhà máy này đã đi vào hoàn thiện khá là ok rồi, đúng không ạ? Tất cả chúng ta đều biết được rằng là một cái dự án của khu công nghiệp thì nói đến khu công nghiệp đã là một cái dự án rất là lớn rồi, đúng không ạ? Còn cái việc mà chúng ta đầu tư kinh doanh buôn bán về bất động sản thì nếu như bình thường thì các cái vùng ven ở quanh khu công nghiệp thì chúng ta biết được rằng là cái tỷ lệ đầu tư dự án, đầu tư các cái lô đất ở xung quanh ấy mà nó không dính vào khu quy hoạch, rồi thì những cái vùng ven của nó mà đường xá nó thuận lợi thì chúng ta biết được rằng là khi chúng ta đầu tư giá nó rất là rẻ. Nay mai công nhân nó về đây nó làm rồi thì công nhân nó về đây nó làm là nó phải trọ, đúng không ạ? Nó trọ thì bao giờ nó cũng trọ ở các cái vùng ven để đi lại làm việc cho nó được gần, được thuận tiện. Thì nếu đã có nhiều công nhân thì chắc chắn một điều rằng là cái vùng ven đó nó sẽ sinh ra là đất nó sẽ đắt. Và đất nó đắt thì chúng ta sẽ là người được hưởng lợi nhuận từ cái việc kinh doanh này bất động sản. Chúng ta là những người kinh doanh về bất động sản thì chúng ta nên tìm hiểu sâu hơn một chút, kỹ hơn một chút để chúng ta đầu tư. Bởi vì đầu tư về bất động sản này, chúng ta thừa biết được rằng là không phải là đầu tư 100-200 nghìn mà chúng ta phải đầu tư vài trăm triệu cho đến cả tỷ đồng. Cho nên là chúng ta phải tìm hiểu nó kỹ hơn. Các nhà máy ở đây thì quý vị cũng đã thấy rồi. Về cái mặt bằng, về cái khung sườn của nhà máy, về cái việc xây dựng của nhà máy thì hiện tại bây giờ như cái nhà máy bên tay phải này thì bản thân tôi nhìn thấy là nó khá là quy mô, khá là hoàn thiện rồi. Bây giờ chỉ còn mỗi cái là đón công nhân nữa thôi, đúng không ạ? Thế cho nên là đối với tất cả các cái dự án mà người ta đã quy hoạch, đã xây dựng nhà máy để mà đón được công nhân vào làm thì cũng cả một quá trình, đúng không ạ? Lần trước tôi vào đây ấy, thì không có cái con đường này, cái con đường trước mặt này này, quý vị thấy không ạ? Hai làn này này, lần trước là chưa có. Thế nhưng mà lần này tôi vào đây là đã xong rồi này, con đường này là vừa mới làm, tương đối ok, đúng không ạ? Thế thì chúng ta hiểu, chúng ta nắm bắt được cái cơ hội này về hình thành của một khu công nghiệp, về hình thành của một cái dự án mà các nhà đầu tư người ta xây dựng nhà máy ở đây thì tôi thấy là nó có một cái nhà máy bên tay trái này, bên kia một cái này, trong kia một cái, khoảng độ 4 cái nhà máy. 4 cái nhà máy thì nó đã xây dựng khá là ok rồi. Còn thì về cái vấn đề để mà đón công nhân thì tôi chưa thấy gì, chưa thấy có biển tuyển công nhân. Thế cho nên là cái vấn đề này thì quý vị cũng có thể tham khảo thêm một chút. Bởi vì trong cái việc mà chúng tôi muốn chia sẻ cho quý vị thì tất nhiên là trong một cái video dài vài phút thì không thể nào mà chia sẻ hoàn toàn cho quý vị được. Cho nên là tôi cũng rất là mong muốn là bám sát thị trường ở khu công nghiệp của Sông Công 2 để có thể chia sẻ cho quý vị và các bạn. Trong cái khu công nghiệp của Sông Công 2 này có cái vùng ven mà tôi cũng đã nhận được một cái thông tin có một cái hộ gia đình người ta đang giao bán với một cái lô đất 20.000 m.